Tôi nhìn sang thì thấy Phương Tiên Giao và Tôn Kiên Quyên cũng làm động tác tương tự như vậy, khiến tôi vừa buồn bực lại vừa cảm thấy mắc cười. Ngẫm nghĩ tới lúc này mà hai người họ cần tâm trạng trêu chọc tôi nữa, nhưng khi tôi hỏi lại bọn họ ta làm gì thì bọn họ lại lắc đầu không chịu trả lời, chỉ nhìn chằm chằm về hướng con hắc ôm kia, sau đó lại tua tay bịt mũi liên tục như vậy mấy lần. Tôi rốt cuộc đã hiểu ra quá đa Tôm Kiên Quyên muốn bảo tôi nhịn thở lại từng thở nữa, như thế cương thi sẽ không thở thấy mùi của chúng ta nên tạm thời không tìm thấy chúng ta. Cách này tôi vẫn thường nhìn thấy trong các bộ phim về cương thi, chẳng ngờ hôm nay chuyện này rơi vào đầu mình. Không rõ biện pháp như vậy có dùng được không, nhưng trước mắt chẳng còn cách nào khác tốt hơn nên tôi tàn thủ một sen. Xem sao, con hắc hung kêu càng tới gần, chúng tôi hiện giờ chỉ còn cách chỗ chúng tôi khoảng chừng 2 mét đi. Mới hơn một phút trôi qua, nhưng tôi nhìn phải rồi lại nhìn trái. Mặt mũi ba người chúng tôi đều tỏ bừng, xong hai tay vẫn bịt chặt mũi và miệng, hy vọng không thể thoát khí nào ra ngoài khỏi miệng mất đi mùi để tìm kiếm. Con hắc hôm đó quả nhiên dừng lại, đi không đi tiếp nữa, nhưng nó vẫn chẳng chịu gờ đi, cứ thế dừng lại. Đi qua đi lại, tôi ngầm thầm nghĩ, lần này thì to rồi, một người liệu có thể nhịn thở được bao lâu nay, bao nhiêu phút, 3 phút, 5 phút hay là 8 phút. Lúc này tôi đã cảm thấy mình sắp đạt tới cực hạn của sự chịu đựng, cuối cùng không nhịn nổi nữa bèn thở ra một hơi thật sâu, cảm thấy thật sảng khoái vô cùng. Cuối cùng tôi vốn cho rằng hành động lỗ mãng của mình sẽ đẩy mình vào nhiệt cảnh, nhưng không ngờ con hắc hôm đó lại có từng có nghĩa không thèm để ý tế tôi. Nghĩa nào 600 năm trước nó và tôi từng là người một nhà, đã như vậy tôi không cần lo lắng quá. Đập hít thở sâu liền mấy cái, lúc này ngay cả Phương Tiên Giao cũng không tiên trì nổi nữa, thấy tôi đã hít thở bình thường trở lại mà vẫn không chuyện gì, bèn buông hai tay xuống theo. Cô nàng vừa thở hầm hập vừa đưa tay lên vỗ ngực, mãi tới lúc này mới không thôi thở dốc nữa. Nhưng thật lạ, con hắc hôm đó cũng không tìm kiếm Phương Tiên Giao. Chẳng dễ 600 năm trước Phương Tiên Giao cũng là người một nhà với nó, hồi nọ khi đi bơi Tôm Kiên Quyên nổi tiếng nước nào vua lặn, cậu ta có thể lặn xuống nước rồi bơi xa ít nhất 30 phút mới nổi lên, giỏi hơn. Trong khi đó chúng tôi nếu làm tương tự thì chỉ bơi được chừng 10 phút là cùng, sao không nhịn nổi thì mới nổi lên được. Phải nói tới cái điều này, lần này ngay tới vua lặng Tôm Kiên Quyên cũng không có gắng cầm cự lực nữa. Tôi thấy hai má cậu ta đã căng phồng cả lên, trong mắt còn tia đầy máu, rõ ràng đã đạt tới cực hạn rồi. Quả nhiên Tôm Kiên Quyên thật sự không cầm cự thêm được nữa, bèn buông hai tay xuống bắn lấy cây cột, ôm vào cây cột cá bên cạnh mà hở hồng hộc. Nhưng giống như vừa chạy một dặm 800 dặm vậy, vậy như cậu ta không được may mắn như tôi và Phương Tiên Giao. Vừa mới hở được mấy cái thì con hắc hôm đó như bị sét đánh trúng, thân thể cung lưng mấy cái, sau đó lao vọt về phía Tôm Kiên Quyên. Cậu ta khiếp
Phô vô cùng sợ hãi, bao hồn thì bay mất còn nai, cậu ta không kèm được tức tối mắng lớn. Mẹ kiếp, đúng là tổ khốn nạn, sao cứ bám lấy ông đây chứ hả? Lẽ nào nghìn năm trước ông đây từng đắc tội với tổ tâm nhà mày hay sao? Sau đó liền chạy như bay sang một cây cột, cùng với con hắc hung chê trò đuổi bắt đầm phòng quanh cây cột đá. Trung Kim Biên vô cùng tức tối, một mặt quan mang lấy trong ba lô ra treo một túi gạo nếp, sau đó không chần chừ ném thẳng về phía con hắc hung. Con hắc hung tức thì giống như phải chịu một sự cả kích nào đó, vội vàng lùi về phía sau mấy bước. Chân nồi bốc lên một làn khói trắng khét lẹt, xem ra chuyện cương thi sợ não giết là sự thật chứ không phải lo người ta hư cấu. Tôm Quyên Quyên thấy cương thi sợ não giết nhất không dám lại gần, gan của cậu ta to hơn hẳn, lấy luôn cả não nếp vốn để trong ba lô ga, sau đó giống như chiêu chọc con nhất thích hy hoảng, lại bốc ra một nắm não nếp ném về phía con hắc hung. Hắc hung vừa kiến lên một bước đã bị não nếp đẩy về một bước, nhưng Tôm Kinh Viên vừa mới dừng lại nó đã nhảy lên. Thế là Tôm Kiên Quyên lại tiếp tục ném ra một nắm gạo nếp nữa. Hắc hung liền lùi về trái về sau như vậy, bọn chúng chẳng khác nào tăng chê trò với nhau. Tôm Kiên Quyên hất ra sức hứng thú không thể để ý tới việc não nếp đã bị cạn mất một nửa. Từ bao giờ một lát sau, cậu ta hò tay vào tận bắp não nếp, chợt phát hiện chiếc túi đã trống rỗng từ bao giờ, thì cả kinh vứt túi gạo ti, đã lấy từ trong ba lô ra một vật gì đó. Tôi nhìn kỹ thì đó chính là chiếc móng lừa đen. Nghe đồn móng lừa đen chuyên khắc dùng để khắc chế cương thi nên có linh nghiệm hay không thì chẳng ai biết rõ. Có điều trong bộ diện Tôm Chiên Quyên rõ ràng là rất tự tin. Tổ ca cầm bấm lùa đen trong tay không chút do dự sợ hãi chạy về phía hắc hung. Hắc hung thấy đối phương dám khiêu khích mình, bèn há to miệng ra để lộ một hàm răng răng trắng buốt dài từ trên đó còn có nhỏ dải xuống, khiến tôi nhìn mà buồn nôn. Tôm Kiên Quyên chẳng thấy thế, tức thì hắc hung vừa mới há miệng ra, cậu ta đã ngắm thẳng sau đó ném luôn mắm rùa đen vào trong miệng hắc hung. Chỉ thấy từ trong miệng hắc hung bay ra một làn khói màu xanh, rồi một thứ màu hôi thối nằm đậm đỏ ra tứ phía, nhưng hắc hung cũng chỉ kêu lên một tiếng, sau đó liền há to miệng và nhím chặt lại. Chiếc móng lừa đen kia lập tức bị nó nuốt hẳn vào bụng, khiến Tôm Kiên Quyên há hốc mồm. Xíu chút xíu nữa là lướt du cảm xuống tức. Cậu ta sợ hãi thét một tiếng, sau đó lại tiếp tục trốn ra sau cây cột đá mà chơi trò tuổi bắt với con hắc hung. Tôi cảm thấy chuyện này thật quá kỳ lạ. Con hắc hung đó không tìm tôi, cũng không tìm Phương Tinh Giao, chỉ một mực muốn giải quyết Tôm Kiên Quyên. Lẽ nào tôi thật sự đã tấn tôi đúng? Tôi và Phương Tinh Giao ngày xưa từng là người nhà với con hắc hung, nhưng cách giải thích này rõ ràng không thích hợp tế cho lắm. Chút nào có điều chuyện này liên quan gì tới tôi. Tôi bảo Tôm Quyên Quyên nằm nập tồi, mở chiếc quan tài ra chứ, nhưng bị như thế là tán lắm. Tôi thích thú nhìn một người mà một con cương thi cứ thế đuổi bắt. Tôm Quyên Quyên thấy Phương Tiên Giao và tôi nhìn cậu như tan chi xem kịch, không chỉ qua lúc đỡ bèn kích tối gào lên: hai cậu sao tới hả? Còn tính đó mau mau qua đây giúp tớ đi, chứ các cậu không còn là người nữa hay sao?
Tôi buông lời trêu chọc, cậu có cách nào đối phó với thứ này chẳng lẽ? Tôi và Phương Tiên Giao thì có cách ư? Tớ thấy cậu từng gào lên nổ chú ý kết tiệm. Sức lực thì hơn, kẻo nét nổ hết sức rồi bị con quái vật lông đen kia bắt về làm phu nhân đấy nhé. Chưa đùa thì tớ chưa đùa, nhưng nhờ thường diễn nên phải cố. Tôi và Phương Tiên Giao tươi mắt nhìn nhau rồi không hẹn mà cùng nhau chạy ra khỏi văn phòng hiện giờ. Bên ngoài vẫn còn hai văn phòng đá mà chúng tôi chưa ghé tới. Tôi và Phương Tiên Giao mỗi người chọn một văn phòng chạy vào, hy vọng ăn gầy ở bên trong. Bằng không Tôm Kiên Quen lần này thật sự khó mà thoát khỏi kiếp nạn. Văn phòng đá mà tôi chạy vào hoàn toàn trống trải, gần như chỉ đưa mắt ngó qua một vòng là có thể thấy hết tình trạng bên trong thật. Đáng tiếc ăn gầy không có ở trong văn phòng đá này. Tôi lập tức quay trở lại, vừa mới ra khỏi cửa thì đã thấy ăn gầy và Thuân Tiên Giao đi ra từ phía phòng đá còn lại. Kia ăn gầy cứ một mặt hỏi tại xảy ra chuyện gì. Tôi và Phương Tiên Giao đều kể lại cho anh ta nghe một đại khái tiền nhân hậu quả. Ăn gầy trầm ngâm suy nghĩ một lát, trong lòng cũng trầm cảm thấy kỳ lạ, bèn hỏi con thắt hung đó chỉ đuổi theo Tiểu Tô mà không đuổi theo hai cô cậu ư? Tôi và Phương Tiên Giao gật đầu như giả tỏi. Sự thật chính là như vậy. Ăn gầy nhíu chặt tôi lông mày lại suy nghĩ suốt một hồi lâu mới nói: tôi hiểu rồi, nhất định là vì Tiểu Tôm đã lấy sạch tờ tì tán của người ta nhưng mới bị người ta tuổi bán. Nãy tôi đã nói rồi mà, trộm mộ cũng phải tuân theo quy tắc của nghề trộm mộ, bất kể là mở quan tài của ai, bất kể là bên trong có bao nhiêu đồ tì tán, thì người trộm mộ phải nhớ kỹ một điều, đó là ít nhất phải để lại cho chủ nhân ngôi mộ một thay món đồ tì tán. Hơn nữa, còn phải là vật tốt nhất, bằng không quán khí vốn ẩn giấu trong chủ nhân ngôi mộ sẽ bùng lên. Lúc này nếu bên cạnh lại có người sống thì dương khí tất nhiên sẽ bị thi thể của chủ nhân ngôi mộ hút lấy, phát sinh biến cố cũng là lẽ thường tình. Không phải tên nhóc đó đã nói mình hiểu quy tắc trong nghề ư? Tại sao còn làm ra chuyện như vậy chứ? Ăn gầy nói xong liền chạy vào văn phòng kia. Tôi và Phương Tiên Giao vội vàng chạy theo, không ngờ thể lực của Tôm Kiên Quyên nhảy cũng còn tốt, vẫn một mực cùng với Hắc Hung chạy vòng vòng quanh cây cột đá kia. Có điều tốc độ gõ gàng đã chậm hơn lúc trước nhiều, trên trán đổ đầy mồ hôi. Cậu ta thấy chúng tôi đã đưa ăn gầy tới lập tức vừa trắng nhé Hắc Hung vừa thở hầm hập, buông lời khoáng chắc: sao bây giờ mới tới thế? Tớ sắp tắt thở tới nơi rồi đây này, tiền bối ngài, ngày mau tới đây giúp tôi một tay đi. Chẳng hiểu sao thứ này cứ như là có thù với tôi vậy. Ăn ngày không lập tức ra tay với kinh thi giống như trong dự liệu của chúng tôi, chỉ bình thản. Tính đó khiến cho Tôm Kiên Quyên vô cùng nông nóng, không ngần gào tới hô cả họng. Ăn gầy lường cậu ca một cái, cậu muốn giữ mạng không khó, chỉ cần trả lại đồ cho người ta, những món đồ tì tán kia là được. Cậu cũng thật tệ quá đấy, thật sạch đồ của người ta. Tôm Kiên Quyên hiểu ra nguồn cơ sự việc liền cười lưỡng nói: quái ra nguyên nhân nhà như vậy, tôi còn tưởng tại sao nó lại nhìn tôi lại không vừa mắt thì ra là vậy.
mọi thứ thuộc về mình. Vậy được rồi, tôi trả lại cho nó là được chứ gì? Nước lời Tôn Kiên Nguyên liền móc những vật tỳ tán nhân lọc bụi mã não mà mình đã cất vào trong túi ra lần lượt ném về hướng con hắc hung. Nhưng đối phương vẫn không chịu dừng lại, tiếp tục đuổi theo cậu ta. Lúc này hai chân Tôn Kiên Nguyên dường như đã mềm nhũn, đầu choáng mắt qua, sắp xỉu tới nơi rồi. Chưa rồi thấy hắc hung vẫn cứ đuổi theo cậu ta nôn nóng hỏi: ăn gầy ông nội của tôi ơi, tôi đã trả hết đồ cho nó rồi, tại sao nó cứ vẫn đuổi theo tôi như thế chứ? Ăn gầy chỉ tay về phía thanh đao cổ mà Tôn Kiên Nguyên cài bưng thông nghiêm nghị nói: cậu từng có mà giả vừa giả ngốc nữa, mau trả thanh loan đao cho nửa đa ti. Tôi vừa nhìn đã biết hăng đao cổ đó là đồ của hắc hung rồi. Đối với võ tướng binh khí là thứ bọn họ yêu quý nhất trên đời, Tôn Kiên Nguyên nghe nói phải giao hăng đao đó ra thì dường như có chút không đặng lòng, liền đưa mắt ngó qua phía ăn gầy, hy vọng anh ta có thể nghĩ ra biện pháp khác. Nhưng từ sắc mặt tái xanh của ăn gầy, cậu ta có thể nhìn ra chuyện này hoàn toàn không thể thương lượng, bèn lộ vẻ hết cách ném thanh đao cổ bên thăm về huyến con hắc hung. Nói ra thì quả là kỳ lạ, khi thanh đao cổ kia còn ở giữa không trung, hắc hung đã đột nhiên đưa tay gầy khô của nó ra chụp lấy, sau đó không tiếp tục đuổi theo Tôn Kiên Nguyên nữa. Tôn Kiên Nguyên như được đại xá, lập tức chạy tới chỗ chúng tôi vừa ngồi bịt xuống hỏi hầm hập: như chuyện trên đời này cứ nở nằm ngoài dự tính của con người vốn, ngỡ rằng mọi chuyện đã trở lại như cũ, chẳng lẽ vào kết thúc mới phải, xong chẳng ngờ con hắc hung lại có vẻ chưa cam lòng, liền phun tay phải một cái thanh đao cổ ra khỏi bao, lửa đao bóng loáng, vừa nhìn đã biết là sắc bén vô cùng, hơn nữa còn tỏ ra những tia sắc lạnh hắt ra ngoài. Người giơ cao thanh đao hơi cong đó lên tứ thế, lao thẳng về phía Tôn Kiên Nguyên. Chuyện này thật sự quá bất ngờ, nhất thời không người nào phản ứng kịp, thậm chí Tôn Kiên Nguyên còn đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Cái chết đã tới gần mà cậu ta vẫn chẳng hề hay biết. Cẩn thận, Kim Nguyên, cậu mau tránh ra. Chương 38 Cấm địa. Hiếu hết hay, quý khán giả hãy đăng ký và ủng hộ kênh mình nhé. Xin cảm ơn. Đúng lúc thời khắc ngàn cân treo sợi tóc đó, ăn gầy thể hiện bản lĩnh hơn người thường của mình. Anh ta tung người nhảy vọt lên sau nấy mắt, cả tới trước mặt Tôn Kiên Nguyên, vừa kịp rút bàn tay cầm đao của con hắc hung đó còn chưa chém thẳng xuống, lập tức phun chân tá đối phương. Hắc hung tuy rằng có thân thể cứng rắn như thép, nhưng sức đáo của ăn gầy cũng mạnh mẽ vô cùng, nhờ đó mà cứu được cái mạng nhỏ của Tôn Kiên Nguyên. Nghe thấy âm thanh đột ngột vang lên, Tôn Kiên Nguyên mở bừng hai mắt ngơ ngẩn nhìn cảnh tượng xảy ra trước mặt, sau đó quan mang nói: đã xảy ra chuyện gì vậy? Lẽ nào gã khốn đó vẫn không chịu bỏ qua cho tôi? Tôn Kiên Nguyên nói xong liền vội vàng tiến dậy chắn sang một bên. Căn hắc hung cũng không phải dạng dễ đối phó, thân thể sau khi hơi gung lưng liền bật dậy như chiếc giò xo, hoặc nhìn khỏi mặt đất, hoặc nhìn kỹ xảo giống như trong phim điện ảnh mà tôi đã từng xem về cương thi. Hắc hung hình như đã bị chọc giận, liền mở to miệng phun khí độc ra. Tôi nhìn thấy hai bưng miệng có hai nanh răng
dài và trắng buốt lập tức chiếu ra những tia sáng lạnh lẽo, khiến tôi nhìn mà nổi hết cơ da gà lên. Rõ ràng thắt thơm đã bị chọc điên, mà một khi như thế nó chắc chắn sẽ coi tất cả chúng ta là đối tượng công kích. Thuy và Phương Tiên Giao không thể không lùi về sau mấy bước, nhìn chằm chằm vài con hắc hung đó đề phòng nó đột ngột tấn công. Ăn này cũng giống như tư thế đề phòng nhưng không lùi về phía sau, lượt đã còn tiến lên một bước, khiến ba người chúng tôi không kèm được đổ mồ hôi lạnh thay cho anh ta. Thầm nghĩ người này tốn nền đá gan lớn quá. Hắc hung thấy có người không sợ mình thì lại càng nắm giận, liền ngẩng đầu gầm lên một tiếng, tuy rất tên tiểu nhưng âm thanh lại kéo dài, rất dài, mang theo cho người ta có cảm thị lực căng phọt, cứ như một con chó cách chiến chu dài với phần trăng tròn, khiến người ta nghe mà hoàn toàn không rung gãy. Mãi tới bây giờ tôi mới biết tại sao cố nhân lại ghép hai thứ chẳng thể liên quan như quỷ khóc và chói xu chu vào một câu hằng ngữ. Hai âm thanh này lại giống nhau tới vậy. Quỷ khóc xói chu là một câu hằng ngữ hình dung cảnh gào khóc thê thảm. Thấy hắc hung chẳng chuẩn bị tấn công, ăn gầy không thể né tránh, thay vào đó toàn tấn công trước khi tính một chỗ, bắt đầu nẩm bẩm niệm chú. Xong mấy người chúng tôi chẳng biết anh ta đang niệm cái gì, cứ giống như ta nghe một loại ngoại ngữ vậy. Nhưng rất lạ, không ngờ căn hắc phun đó lại niệm theo anh ta còn hơn nữa. Tín niệm của hai bên giống hệt như nhau. Có điều trong giọng của hắc phun huy hoảng toàn mang theo tia giận dữ. Ba người chúng tôi đều ngẩn ra như nhủ thầm, chẳng lẽ ăn gầy cũng biết niệm chú như các đạo sĩ Mao Sơn? Có điều hình tình cảnh này thì lại không giống lắm. Thì khi các đạo sĩ Mao Sơn niệm chú thì chúng tôi ít nhất còn nghe hiểu được về cơ bản hoàn toàn là những lời như khiên linh linh, địa linh linh, cấp cấp như nhục lệnh. Sau đó cương thi sẽ bị chúng phải thần chú và ngoan ngoãn nằm theo lời của người niệm chú. Có điều rõ ràng căn hắc thun trước mặt còn chưa bị chúng phải thần chú, thậm chí còn kêu gào ầm ĩ một hồi. Tôi đã để ý thấy một chi tiết nhỏ, đó là trong khi gào lên thi thoảng nó lại đưa mắt nhíp về phía Tôm Kiên Viên, hẳn càng lúc càng kêu gào dữ dội. Mà ăn gầy cũng chợt gầm lên một tiếng rất lớn hoặc song bọng, họ giống như hai con sư tử đang thị uy với nhau. Lúc này ăn gầy chợt lùi về sau một bước, quay đầu nói lớn với chúng tôi, nó không chịu buông tha cho tiểu Tôm. Hai câu cậu mau mang cậu ấy trốn tới văn phòng mà tôi tới khi nãy, tôi sẽ cầm cự nó một lát, mau lên đi. Ăn gầy tỏ ra vô cùng nghiêm túc, chúng tôi chẳng kiểu nhỉ nhở gì vội vàng kéo Tôm Kiên Quyên chạy ra phía bên ngoài. Không mất bao nhiêu thời gian, chúng tôi đã chạy tới gian phòng đá mà ăn gầy đã tới. Trước khi đó cả ba đều không kèm được mà thở hồng hộc một hơi. Tôi quan sát gian phòng đá này thật tỉ mỉ, thấy có rất nhiều điểm khác nhau của hai phòng đá còn lại. Ở đây có bày trí các món đồ bằng làm bằng từ đá, bàn và ghế, còn có giường, có tủ, tất cả đều được làm bằng đá. Còn hơn nữa, vô cùng còn tinh xảo. Tôm Kiên Quyên còn chưa hoàn hồn, cầu màu nói với chúng tôi với Phương Tiên Giao kỹ thuật. Tớ còn nghĩ tưởng ăn gầy nói kêu gào cái gì với con khách hôm đó, quá ra là đang nói
cả ngữ mà Cương Thi có thể nghe được. Nửa cơ chứ chỉ nghỉ ngơi một lát, chúng tôi lúc cuộc đã khôi phục một phần thể lực, bèn chú ý quan sát những điểm khác biệt trong gian phòng đá này.